Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Hãy Sống Khác. Thưa quý vị, sống trên cuộc đời này, con người phải gặp rất nhiều kiểu người. Nhưng có một kiểu người mà dù có tìm mỏi mắt thì cũng không thể nào tìm được. Đó chính là người thật sự hoàn hảo. Đúng vậy, không một ai trên cõi đời này là hoàn hảo cả. Họ tốt đến mấy thì ở một khía cạnh nào đó, họ cũng sẽ có khuyết điểm mà thôi. Chính vì vậy mà về phương diện tình cảm, sự vị tha là yếu tố vô cùng quan trọng để duy trì được một mối quan hệ lâu dài. Người ta hay nói rằng phụ nữ lấy chồng cũng như là đánh một canh bạc, giỏi giang, thông minh hay là xinh đẹp đều không bằng may mắn. Hay nếu như không may lấy phải một người chồng có những tật xấu nhỏ thì phụ nữ cũng hãy dùng lòng vị tha của mình mà bao dung cho chồng, cũng là bao dung cho chính mình. Thế nhưng loại đàn ông có nam tính này, phụ nữ tuyệt đối không được tha thứ nếu như không muốn sống càng ngày càng khổ. Cụ thể là gì? Mời quý vị cùng theo dõi clip và đừng quên chia sẻ nếu thấy ý nghĩa quý vị nhé. Thứ nhất, đàn ông vô trách nhiệm. Khi yêu, ai cũng mong mình gặp được người đàn ông tử tế, biết yêu thương người phụ nữ đi cạnh đời mình. Dù đã lựa chọn, cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng không ít chị em vẫn rơi vào cảnh vỡ mộng sau hôn nhân. Về chung sống dưới một gia đình, họ mới phát hiện mình lấy phải người chồng siêng ăn, nhác làm, không có chí cầu tiến và mãi an phận với hiện tại. Lấy phải người chồng này, người phụ nữ sẽ khổ cực trăm bề. Có một câu chuyện có thật ở Vân Nam, Trung Quốc, nói về cô bé San San 9 tuổi, không may bị ung thư máu. Trước sau phải nhập viện 38 lần, nhưng lần nào cũng vậy, người duy nhất ở bên cạnh San San chỉ có mẹ cô bé. Kể từ khi San San kiểm tra phát hiện bị ung thư máu, cha cô bé lấy lý do đi làm thuê, một đi không bao giờ trở lại, giống như bị bốc hơi khỏi trái đất vậy. Người vợ gửi tin nhắn, WeChat mới biết mình bị chặn, gọi điện mới biết bị cho vào danh sách hạn chế. Sau đó phải dùng trăm phương ngàn kế, mẹ San San mới liên hệ được với người cha. Nhưng không ngờ chỉ nhận được một câu nói. Khi San San lấy máu xét nghiệm, tôi nhân tiện kiểm tra ADN, kết quả chứng minh San San không phải là con tôi. Hắn không những không gánh vác trách nhiệm của một người làm cha, làm chồng, ngược lại còn bôi nhọ vợ mình. Một người vô trách nhiệm trong hôn nhân sẽ không thể đảm bảo hạnh phúc và bình yên trong gia đình. Một người vô trách nhiệm trong công việc sẽ chỉ là gánh nặng hệ lụy tới người khác, khiến người khác phải làm việc nhiều hơn. Có trách nhiệm với mọi việc là tài năng xuất chúng nhất của mỗi người. Những người có trách nhiệm giống như một cái cây lớn, trải qua mưa gió bão bùng vẫn sừng sững vươn lên, không tìm cách giải quyết mà chỉ nghĩ cách trốn tránh. Những người như vậy, dù là kết hôn hay kết giao, cũng đều phải hết sức thận trọng. Gặp chuyện khó khăn, trốn tránh vốn là bản năng, thế nhưng lựa chọn đối mặt mới là phẩm chất cao quý của con người. Thứ hai, đàn ông lăng nhăng. Thiếu chung thủy là điều tối kỵ trong bất kỳ mối quan hệ nào. Hơn thế nữa, đây cũng là điều khó có thể tha thứ trong tình yêu. Một khi đã bắt cá hai tay, chắc chắn người đàn ông ấy sẽ lặp lại một lần nữa nếu như không có sự hối lỗi. Vì thế, phụ nữ hãy nhớ, nếu như còn thật sự yêu thương, muốn gắn bó lâu dài, thì bạn cần nói chuyện rõ ràng với người đàn ông đó. Nếu anh ta thật sự có thể thay đổi và mong muốn chuộc lại lỗi lầm, thì nên đưa ra phương án để cả hai cùng cố gắng. Còn nếu anh ta vẫn chứng nào tật đó, không rút kinh nghiệm và tiếp tục lún sâu vào những cuộc tình trăng hoa, thì tốt nhất bạn nên dừng lại trước khi trái tim bạn tan nát vì đau khổ. Thứ ba, đàn ông coi thường phụ nữ. Trong bất kỳ mối quan hệ nào, sự tôn trọng là yếu tố cần thiết và luôn được đặt lên hàng đầu. Nếu người đàn ông của bạn thường xuyên nói những lời khó nghe, miệt thị thân hình hay sự hiểu biết của bạn, thì hãy xem xét lại mối quan hệ này. Dù hành động miệt thị không quá nghiêm trọng như vũ phu, nhưng bạn không thể hạ thấp danh dự của mình để bấu víu vào một người đàn ông không hề trân trọng mình như vậy. Hãy nhớ rằng phụ nữ là để yêu thương. Thứ tư, đàn ông vũ phu. Dù biết rằng trong tình yêu không thể tránh khỏi những va chạm căng thẳng,
Nhưng việc thượng càng chân, hạ càng tay với phụ nữ là điều không thể tha thứ được. Phụ nữ hãy nhớ, một người đàn ông yêu bạn sẽ không bao giờ khiến bạn bị tổn thương, chứ đừng nói đến việc sử dụng bạo lực. Đàn ông một khi đã có thói vũ phu, chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi được. Tiếp tục yêu thương những anh chàng thế này thì chỉ có phụ nữ chúng ta chịu thiệt thòi thôi. Phụ nữ à, đừng mong đàn ông vũ phu thay đổi tính nết sau khi kết hôn. Bởi vì khi yêu, anh ta đã dám dùng nắm đấm với bạn, thì sau khi cưới, người đó sẽ càng không kiêng dè mà thượng càng tay, hạ càng chân. Bạn nên nhớ rằng, đàn ông đánh phụ nữ là rất hèn. Họ hèn hạ đến mức biết chắc đối phương không đủ sức kháng cự mà vẫn vung tay. Biết rằng đối phương yêu mình nhưng vẫn làm đau thì tàn nhẫn vô cùng. Chấp nhận thứ tha cho đàn ông làm tổn hại đến thể xác, tâm hồn mình một lần là đồng nghĩa với việc họ sẽ tái diễn điều ấy lên cơ thể bạn nhiều lần nữa. Vậy thì tại sao bạn lại tiếp tục ở bên một kẻ không xứng đáng với mình? Thứ năm, đàn ông không có chủ kiến. Đàn ông không có chính kiến, thường không kiên định trong hành động và suy nghĩ. Thay vì dứt khoát, chắc chắn, anh ta nhu nhược, dễ bị ảnh hưởng và không đáng tin cậy. Một người đàn ông tốt phải biết bảo vệ quan điểm của mình thì mới đủ bản lĩnh để yêu thương và bảo vệ gia đình. Bởi chỉ cần kiên định với những gì mình nghĩ, không bị chi phối bởi người khác, đàn ông mới trở nên có trách nhiệm và mạnh mẽ đương đầu với thử thách. Phụ nữ lấy phải người đàn ông không có chính kiến thì chính là cả đời không được bảo vệ, thậm chí dễ dàng bị tổn thương bởi người bạn đời bên cạnh. Người phụ nữ từ xưa đến nay thường yêu ai là yêu hết mình, lấy ai là sẵn sàng dành cả cuộc đời trao tặng người ấy. Vậy nên người ta mới thường nói là phụ nữ lấy chồng giỏi giang, xinh đẹp, không bằng được may mắn. May mắn là điều mà mỗi con người đều có, dù ít dù nhiều. Thế nhưng may mắn cũng là thứ mà bản thân người phụ nữ chẳng thể trông chờ hay đoán biết được khi trao thân gửi phận cho một người đàn ông. Chẳng có người phụ nữ nào đảm bảo được rằng người đàn ông của mình khi trở thành chồng mình thì mãi luôn thương yêu, chăm sóc, chiều chuộng mình. Không có đâu, phụ nữ à. Nhìn xung quanh bạn mà xem, những đôi vì yêu mà cưới, liệu họ hạnh phúc được bao nhiêu thời gian? Phụ nữ khôn ngoan thì đừng đưa hạnh phúc của mình vào tay người đàn ông. Phụ nữ khôn ngoan thì phải biết hạnh phúc hay đau khổ là do mình. Chính vì thế, phụ nữ muốn hạnh phúc thì hãy ghi nhớ những điều này nhé. Thứ nhất, đừng kết hôn quá sớm. Hãy trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn. Lấy chồng sớm hay muộn không bằng lấy đúng người. Để có một gia đình cũng cần một nền tảng. Để trở thành một người vợ, người mẹ cũng cần có đủ thời gian. Thứ hai, chọn đàn ông làm chồng chỉ nên có 3 tiêu chuẩn: tốt, yêu bạn và có khả năng lo cho tương lai của cả hai. Đàn ông tốt thì ít nhất sẽ tử tế với bạn. Chọn đàn ông yêu bạn làm chồng vẫn tốt hơn là người bạn yêu. Và đàn ông phải có việc làm ổn định, biết lo cho kinh tế gia đình mới là chỗ dựa vững chắc cho bạn về sau. Thứ ba, ở thời đại này, phụ nữ phải có một việc làm ổn định. Phụ nữ của hôm nay có thể không giỏi nhưng phải kiếm được tiền. Trong cuộc sống hay hôn nhân, nếu không có tiền, phụ nữ không bao giờ có tiếng nói. Thứ tư, đừng sống dựa vào người khác và cũng đừng sống quá nhiều vì người khác. Phụ nữ phải sống cho mình trước tiên, vì nếu không thể yêu và quý trọng được bản thân mình, bạn không bao giờ yêu hay được trân trọng bởi người khác. Thứ năm, phải có chính kiến riêng và can đảm bảo vệ quan điểm của mình. Phụ nữ làm được như thế mới được sự tôn trọng từ người khác. Dù là trong gia đình hay ngoài xã hội, bản lĩnh của phụ nữ là chính mình mới được công nhận. Thứ sáu, đàn ông thường ích kỷ, họ luôn muốn phụ nữ hy sinh vì họ, nhưng ít khi chịu hy sinh vì phụ nữ. Bởi thế, phụ nữ phải sống cho mình, đừng phụ thuộc vào đàn ông. Đừng quên, không ít phụ nữ vẫn sống hạnh phúc với con và tiền mà không cần đàn ông. Thứ bảy, với phụ nữ, làm đẹp cũng quan trọng như việc kiếm tiền.
Khi đẹp hơn, biết yêu quý bản thân hơn, bạn sẽ thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Hơn hết, phụ nữ đẹp luôn được ngắm nhìn và ngưỡng mộ. Thứ 8, phụ nữ có thể yếu đuối, nhưng hãy biết tận dụng sự yếu đuối của mình để được tôn trọng. Đừng yếu đuối để người khác xem thường mình. Thứ 9, khi tình yêu đã qua, hãy để nó đi. Đừng cố níu thứ tình cảm đã không còn thuộc về mình, vì bạn sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất. Thứ 10, với tình yêu, hãy nói yêu thôi, đừng nghĩ là mãi mãi, vì sâu đậm nhất là tình yêu, mà mong manh nhất cũng là tình yêu. Vạn vật đổi thay, con người cũng thế, tình cảm lại càng khó đoán. 11, phụ nữ có thể học kiên nhẫn, nhưng đừng học chịu đựng. 12, đàn ông là sinh vật có dòng máu rối lừa, bởi thế đừng dễ dàng tin anh ta, nhất là khi đang yêu mặn nồng, mơ mộng xa xôi. Hứa hẹn là điều nghe, chứ đừng tin. Muốn tin, hãy nhìn vào những gì anh ta làm vì bạn. 13. Đừng bao giờ xem việc nuôi con, chăm sóc gia đình là trách nhiệm của duy nhất người vợ. Đó là nhiệm vụ của cả chồng và vợ. 14. Phụ nữ yếu đuối là bản chất, nhưng mạnh mẽ là bản lĩnh. 15. Đừng bao giờ từ bỏ sự nghiệp, đam mê vì tình yêu. Thất tình không chết được, nhưng thất nghiệp thì có thể. 16. Đã là phụ nữ thì phải tự làm mình vui, học cách trốn khỏi nỗi buồn và tự lau nước mắt cho bản thân, vì không phải ai cũng có thể ở bên bạn vỗ về, ủi an bạn cả đời. 17. Hãy học cách tha thứ cho người khác và bao dung với chính mình, vì chỉ cần trong lòng có oán hận, bạn không bao giờ hạnh phúc được. 18. Đừng cho rằng chỉ đàn ông được nghỉ ngơi và vui chơi, phụ nữ cũng phải có thời gian cho chính mình dù đã có gia đình.